Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 9 tháng 10 mà chúng tôi vừa cập nhật. Công đoàn Việt Nam vẫn giữ đề xuất mức phí 2%, vì sao? Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự án luật công đoàn sửa đổi vẫn kế thừa, giữ nguyên đối tượng nộp, mức đóng kinh phí công đoàn 2%. Dự án đang được chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội chuẩn bị xem xét, thông qua. Qua tổng kết thực hiện luật công đoàn 2012, việc giữ kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thực hiện từ năm 1957 đến nay. Về kinh nghiệm quốc tế, Trung Quốc duy trì mức đóng 2% được quy định tại luật công đoàn của nước này. Tổ chức công đoàn cũng nhận ý kiến của một bộ phận doanh nghiệp về giảm mức đóng kinh phí công đoàn song qua tính toán, nguồn lực bảo đảm chăm lo phúc lợi cho người lao động bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến thu hút, tập hợp lao động vào công đoàn. Qua khảo sát của Tổng Liên đoàn, với mức tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khoảng 5,7 triệu đồng trên tháng, mỗi năm, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn khoảng 1,4 triệu đồng. Khi đó, 75% số kinh phí công đoàn đã đóng này, khoảng 1 triệu đồng, sẽ được phân phối cho công đoàn cơ sở để thăm hỏi ốm đau, quà sinh nhật, quà Tết, cho đoàn viên, người lao động. Ông Hiểu cho rằng kinh phí công đoàn cũng được tính vào chi phí của doanh nghiệp, được hạch toán vào giá thành sản phẩm song chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí của doanh nghiệp, khoảng 0,38%. Về tổng thể, mức đóng kinh phí công đoàn 2% vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với sức chịu đựng của các tổ chức, doanh nghiệp. Lập hồ sơ phương án ứng phó tình huống khẩn cấp với hồ Dầu Tiếng. Ngày 8 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh do ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tại hồ Dầu Tiếng, thuộc địa bàn huyện Dương Minh Châu. Hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, Phước Hòa là hệ thống công trình thủy nông có quy mô lớn nhất nước, nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc phạm vi 3 tỉnh gồm Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Hồ Dầu Tiếng là công trình quan trọng đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện hồ Dầu Tiếng đang tiến hành đợt xả lũ với lưu lượng 100 m khối trên giây từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 10 nhằm đảm bảo công trình hồ. Theo ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, hiện các hạng mục công trình cơ bản đều đảm bảo an toàn vận hành trong mùa mưa lũ. Đơn vị cũng đang triển khai các công tác sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, giai đoạn 2 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Mặt khác, đơn vị cũng bố trí hệ thống thông tin, coi hú tại tràn xả lũ để cảnh báo cho người dân ở hạ du khi hồ xả lũ. Sau buổi kiểm tra thực địa, ông Trần Văn Chiến đề nghị các đơn vị không được phép chủ quan, lơ là trong phòng, chống bão lũ, thiên tai, xây dựng kịch bản có những phương án, tình huống, giải pháp khác nhau nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xảy ra tình huống thiên tai khẩn cấp. Đồng thời quản lý chặt chẽ các cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, hồ thủy lợi, hệ thống kênh thoát nước, đảm bảo hành lang công trình thủy lợi được an toàn. Kịp thời sửa các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo an toàn vận hành công trình, vùng hạ du. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 1120 ngày 8 tháng 10, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức đối tác công tư. Mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác cho quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến phà Đình Khao, bảo đảm kết nối với hệ thống quốc lộ và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long và Bến Tre với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường sự liên kết vùng giữa các tỉnh. Dự án được thực hiện từ năm 2024 đến 2028 ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre với điểm đầu, giao với DT902 tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, tiếp giáp dự án tuyến tránh quốc lộ 57, đường dẫn cầu Đình Khao. Điểm cuối, giao với quốc lộ 57, thuộc địa phận xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chiều dài dự án khoảng 4,3 km, đầu tư theo quy mô đường cấp 3, đồng bằng, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài 1,54 km, 4 làn xe. Tổng mức vốn đầu tư bao gồm cả lãi vay khoảng 2.971 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 1.519 tỷ đồng, chiếm 51,1% và vốn nhà nước tham gia dự án khoảng 1.452 tỷ đồng, chiếm 48,9%. Bão Milton mạnh cấp 5, Tổng thống Biden kêu gọi di tản ngay lập tức.
Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đã một lần nữa mạnh lên thành bão cấp 5, cấp cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson và dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển miền Trung, Tây của Florida vào đêm ngày 9 tháng 10, giờ địa phương. Cơn bão nằm cách Tampa, Florida khoảng 775 km về phía Tây Nam, với sức gió mạnh nhất liên tục là 270 km/h. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân đã được lệnh rời đi trước khi bão Milton đổ bộ vào Florida hãy di tản ngay lập tức. Ông nhấn mạnh bão Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong một thế kỷ qua và việc di tản là vấn đề sống còn. Israel tuyên bố đã tiêu diệt hai người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. Theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã giết chết hai người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trong đoạn video do văn phòng thủ tướng công bố vài giờ sau khi phó thủ lĩnh Hezbollah Nem Kassem để ngỏ cánh cửa cho một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Hashem Safieddin, người được đồn đoán sẽ kế nhiệm ông Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Hiện vẫn chưa rõ ông Netanyahu ám chỉ ai khi nhắc đến người thay thế của người thay thế. Sau đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng Israel biết ông Safieddin đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu ném bom vào tuần trước. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.